Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 6, đùa giỡn. Lúc Hòa Yến bước ra cửa, Hòa Vân sinh hỏi, người hôm nay sao mà muộn như vậy? Chút nữa ra đến nơi sẽ không giành được vị trí tốt đâu. Ta có chút việc riêng. Hỏa Yến nói, không giành được vị trí tốt cũng chẳng có chuyện gì to tát, chúng ta ngồi ăn bánh ngọt càng ngon hơn. Hỏa Vân sinh á khẩu không biết nói gì. Hắn cảm thấy nói chuyện với Hỏa Yến của bây giờ tựa như quyền đánh vào bông, để cho người ta có tức cũng khó có thể giải tỏa. Hỏa Yến không phát cáu, tâm trạng ngược lại còn nhẹ nhõm, không biết nên nói đang nàng lạc quan thật sự hay là thiếu thông minh, chỉ ít Hỏa Vân sinh đã lâu không thấy Hỏa Yến khổ não vì chuyện gì hai người họ dựng sạp lên ở một con phố khác phía tây kinh thành ở đối diện chính là túy ngọc lâu quan rượu to lớn và nổi tiếng nhất trốn kinh thành khách khứa đến thăm từ muôn phương dòng người như mây ở bên này buôn bán dù lớn dù nhỏ đều rất tốt chỉ là sạp của họ lớn như vậy nếu tranh thủ thời gian đến trước thì chắc chắn sẽ chiếm được vị trí tốt hòa vân sinh bầy vì hấp lên bên trong rất nhiều bánh mận nóng hổi bánh mận là một loại bánh ngọt dùng quả mận xanh cạo sạch vỏ khoét lấy hạt, dùng mai trắng, nước cam thảo nhúng qua, dùng mật hạt thông và thịt làm nhân, tiếp theo lại lấy quả hồ đào, dưa bỏ vào lấp đầy khoảng trống phía trong quả mận. Sau đó bỏ vào nồi đất nhỏ chưng đến khi chín, chua chua ngọt ngọt cực kỳ ngon miệng, cũng không đắt lắm. Hòa Vân sinh bán bánh mận ở đây, một tháng có thể kiếm được vài đồng phụ giúp gia đình. Mặt trời lên cao ấm áp, bọn họ phơi người dưới ánh nắng rất thoải mái, thỉnh thoảng lại có khách tới mua một hai cái bánh. Đến khi mặt trời chuyển qua phía đông túy ngọc lâu, hai người họ đã bán xong hết bánh. Hòa Yến nhìn dáng vẻ Hòa Vân Sinh làm việc, không thể không nói rằng Hòa Vân Sinh cực kỳ tài giỏi, đã làm cho nàng nhớ tới những đứa trẻ lúc trước còn ở trong binh doanh. Những đứa trẻ vào trong quân ngũ phần lớn cũng là nhà có hoàn cảnh nghèo khổ, những thiếu gia con nhà giàu, người nhà làm sao nỡ để bọn họ chịu khổ mà đi đánh trận những thiếu niên kia liều mình trên chiến trường cũng chẳng qua là vì một cái miệng ăn cho nên trước đó việc gì họ cũng làm cái gì cũng có thể làm chỉ để sống nàng mặc dù chưa từng trải qua cái nghèo nhưng cũng gọi là từ một gia đình không mấy giàu có mà lớn lên ai ra cho ta một cái nào đây không phải hòa tiểu thư sao một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hỏa yến nàng ngước mắt nhìn lên trước mặt là một thiếu niên tóc dài búi tóc trải sáng loáng cả gương mặt, tuy rằng là đầu trâu mặt ngựa, nhưng lại mặc quần áo trắng, trông cứ dở dở ương ương. Hắn giơ tay lên chạm vào vai Hỏa Yến, Hỏa Yến như người tránh qua một bên, né đôi tay của hắn. Người kia vồ hụt, liền tiếp núi thu tay về, nói, đã lâu không gặp nhỉ, Hòa Đại Tiểu Thư, nghe nói người mấy ngày nay không thế ra khỏi cửa, thì ra là cùng Hòa Thiếu ra ra đây bán bánh ngọt. Người sao lại phải làm loại chuyện này vậy, vất vả quá đi mất ngữ điệu của thiếu niên dường như rất quen thuộc với bọn họ. Hỏa Yến không hiểu gì cả, nhìn về phía Hòa Vân Sinh, Hòa Vân Sinh mặt đầy tức giận, trách mắng, vương cửu quý, người cách xa tỷ tỷ của ta một chút đi. Tiểu tử thối, tỷ tỷ ngươi còn không ngại ta thì thôi, ngươi to mồm cái gì vậy? Thiếu niên tên là vương cửu quý nói xong, lại ưỡn mặt cười tùm tìm, đi lại tới gần họ, móc từ trong ngực ra một vật, đưa cho Hỏa Yến, Hòa cô nương, trong tim tại hạ lúc nào cũng nhớ tới người vài ngày trước tại hạ có mua chút mua son phấn, đang muốn tìm cách để đưa cho người, hôm nay vừa hay gặp được nhau, tặng cho cô nương nhé. Không biết cô nương có thể cùng tại hạ đi tứ thủy trấn tham gia hội đạp thanh không? Chú thích, tiết thanh minh là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước phương đông chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. Là một trong số 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Đạp thanh là một hoạt động trong tiết thanh minh. Một cái tên hề bẩn thỉu hết lần này tới lần khác muốn làm một công tử văn nhã hỏa yến buồn cười thành tiếng trước sau hai đời nàng gặp được không ít người tốt hay xấu đều có cả nhưng đùa giỡn kiểu như vậy thật sự chưa từng có ta muốn ở đây bán bánh ngọt chắc là không thể nào cùng công tử đi hội đạp thanh được rồi hỏa yến từ chối nhã nhận mấy thứ son phấn công tử đưa cho người khác thì hay hơn đó vương cửu quý ngây ngần cả người nhà hắn và nhà họ hòa ở hai con phố khác nhau Hỏa Yến có cha làm giáo úy, người khác cũng không dám chiêu chọc vào cô. Hỏa Yến trước kia không phải là cô nương thích gan phận thủ thường, còn hay tham lam món lời nhỏ. Bình thường nếu như cho nàng son phấn, nàng sẽ nhanh chóng mà kêu một tiếng cửu quý ca ca. Hôm nay, ngay trước nhiều người như vậy mặt, nàng lại làm cho hắn bị bẽ mặt. Vương cửu quyết không nhịn được vì mất mặt mũi, nụ cười méo mó dần đi. Hắn nói, hòa đại tiểu thư không phải là vẫn tiếc thương phạm công tử đó chứ, Cảm công tử người ta sắp lấy vợ đến nơi rồi, người cần gì phải. Im miệng, lời còn chưa dứt, bong một tiếng, vương cửu quý cảm thấy trên mặt bị đấm một quyền, ngã nhào trên mặt đất. Hòa vân sinh đứng ở trước mặt hắn, chỉ tay về phía xa cả giận nói, cút đi cho khuất mắt ta. Thiếu niên mới 14, 15 tuổi, tuổi choi choi con nghé con, vậy mà sức mạnh cũng đáng gờm. Vương cửu quý bị tiểu sắc móc rỗng thân thể từ lâu, làm sao có thể làm đối thủ của Hòa Vân Sinh, hắn chỉ cảm thấy đau đầu, mặt cũng đau, toàn thân trên dưới đau đến hoảng loạn. Hắn lộn nhào đứng lên, nhìn Hòa Yến, không có ý định chịu nhận lỗi, thậm chí còn có mấy phần thích thú, lập tức, một ngọn lửa vô danh nổi lên trên đầu hắn. Các ngươi, chấm, hắn run run tay chỉ vào Hòa Yến. Hòa Vân Sinh đứng chặn trước mặt Hòa Yến, cười lạnh một tiếng, chúng ta làm sao nào? Vương cửu quý không dám bước lên trước, trong lòng tự lầm bầm, quan hệ từ trước đến nay của hai chị em bọn họ vốn dĩ không tốt. Ngày bình thường Hòa Yến phàn nàn với hắn về chuyện này cũng không ít, Hòa Vân Sinh từ trước tới nay vẫn luôn mặc kệ Hòa Yến tự sinh tự diệt, hôm nay hai người này lại ra sức bảo vệ nhau, Hòa Vân Sinh còn ra mặt bảo vệ Hòa Yến. Người chờ đó cho ta, hắn dậm chân một cái, chạy đi mất hút. Đám người xem náo nhiệt chốc lát liền tản đi, sạp hàng khôi phục lại sự bình yên vốn có hòa vân sinh mặt âm u sắp xếp gọn gàng đống bánh mận không nói một lời hỏa yến lén lút nhìn hắn ngươi nhìn cái gì đấy hòa vân sinh tức giận hỏi ngươi vừa rồi biểu hiện ra rất tốt đó hòa yến trầm ngâm một chút chỉ là bàn tay chưa được ổn định kiến thức cơ bản không quá vững chắc còn phải ở nhà luyện nhiều một chút mới thành tài được thôi 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 hòa vân sinh không muốn nói chuyện nhiều ngươi cứ làm như mình là võ giáo quan vậy hỏa yến đánh giá hòa vân sinh đúng là một tài năng có thể bồi dưỡng được. Có thể là bởi vì từ bé làm việc tốn sức, căn cốt rất ổn, so với những thiếu gia khác của nhà họ Hòa, Hòa Vân Sinh là hạt giống tốt có thể nuôi dưỡng. Hắn không nên đứng bán bánh ngọt ở chỗ này, đáng lẽ phải nên đến trường, rồi đến những lớp học võ tốt hơn để rèn luyện bản lĩnh. Đổi chủ đề nói chuyện vậy, Phạm Công Tử là ai? Ba một tiếng, Hòa Vân Sinh ném khăn lên trên bàn, chừng mắt nhìn nàng, ngươi còn dám nói à? Phạm công tử thì làm sao chứ? Hỏa Yến liếc nhìn hắn một cái. Hỏa Vân Sinh mỗi lần nghe thấy tiếng Phạm công tử này, trong người hình như cực kỳ tức giận, thế nào? Nếu không phải hắn tới trêu chọc ngươi, ngươi làm sao mà bị hắn lừa gạt được? Loại kia công tử đó, vốn dĩ là khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, chỉ có ngươi mới tin tưởng hắn sẽ chân thành với mình. Hắn muốn thành thân với người khác, ngươi lại vì hắn mà tuyệt thực, ngươi ở đây vì hắn muốn chết muốn sống, người ta thì đã cưới người mới về nhà làm vợ rồi đó. người thì sao? thành cho cười của cả kinh thành. người lại còn nhắc đến hắn. người muốn chọc giận chết ta đúng không hả? hắn tức giận nói dăm ba câu. hòa yến đã có thể biết được sơ sơ câu chuyện này. hòa đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, lòng tự tôn cao hơn trời. làm sao có thể lấy bùn nuôi mẫu đơn? một lòng muốn gả vào chỗ cao sang, làm phu nhân nhà danh gia vọng tộc. trong hội đạp thanh vô tình gặp được vị công tử nhà danh giá, hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Chỉ là hòa đại tiểu thư đã đem cả trái tim giao cho ý trung nhân, nhưng đối phương chỉ muốn đùa giỡn mà thôi, một công tử con nhà danh giá, chắc chắn sẽ không thể lấy con gái một võ tán quan như nàng. Trong nhà phạm công tử đã tìm cho hắn được một mối lương duyên, hai nhà môn đăng hộ đối, đã định ngày thành hôn. Hòa đại tiểu thư sao có thể dễ dàng bỏ qua, tự mình đến cửa nhà muốn cùng hắn nói lý lẽ, Kết quả bị người ta vô tình đuổi ra khỏi cửa, không thể nào chịu đựng được, muốn tuyệt thực tự sát. May mắn là lúc nàng gần hấp hối, Hòa Yến tỉnh lại, thay thế Hòa Đại Tiểu Thư sống tiếp. Bảo sao, từ lúc Hòa Yến tỉnh lại, tất cả mọi người trong nhà họ Hòa đối xử với nàng luôn cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng sợ ý một chút nàng lại đi tìm cái chết. Hòa Vân Sinh đang bận lại nhảy nói, mắng Hòa Yến không được tỉnh táo, hắn không biết được rằng người chị gái thật của hắn, đã không còn ở lại nhân thế từ lâu. Hòa Yến bóp cổ tay mình, hòa đại tiểu thư ngàn không nên, vạn không nên vì một nam nhân mà hủy hoại sinh mệnh một đời của mình, mạng sống quý giá như vậy, vì một người không đáng là đang lãng phí sinh mạng. Huống chi người đó phản bội người khác mà vẫn sống ung dung, nàng lại vì hắn mà không muốn sống nữa, không đáng chút nào. Người càng đau đớn thì kẻ thù sung sướng, sao phải khổ sở như vậy? nàng và hòa đại tiểu thư trải qua cuộc sống khác nhau, nhưng cũng có những điểm tương tự. Gặp người không quen, nàng và hòa đại tiểu thư cũng có những chỗ khác biệt. Hòa Nguyên Thịnh, Hòa Nguyên Lượng, Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng, Hạ Uyển Như, nàng sẽ từng bước đi lên, lấy lại những thứ đã từng bị bọn họ lấy mất. Vì thế, nàng đã cố gắng rất nhiều. Mỗi ngày sáng sớm đeo bao cắt lên núi là vì muốn tìm lại sức mạnh, mỗi ngày buôn bán ở trong chợ là để có thể thăm dò được tin tức của nhà họ hòa và nhà họ hứa từ trong biển người. Ví dụ như tin tức con dâu cả bị mù của nhà họ hứa vô tình rơi xuống nước mà bỏ mạng, gia chủ nhà họ hứa đau thương không ngớt, ốm đau không dậy nổi. Nhà họ hòa cũng cực kỳ đau thương, hòa đại lão ra một đêm mà đã bạc cả mái đầu. Phi hồng tướng quân và em gái của mình anh em như thể tay chân, tự mình lo liệu tang sự cho em gái, tang sự làm trong ba ngày ba đêm, Cả kinh thành đều biết. Những tin tức nửa thật nửa giả này như bông tuyết bay vào lỗ tai hỏa Yến, nàng cũng chỉ có thể cười mà bỏ qua. Chân tướng bị che giấu, nhưng nàng nhất định phải để lộ chân tướng cho tất cả đều biết. Trước khi làm được điều đó, nàng phải sống thật khỏe mạnh. Chương 7: khi Opsilon khích. Ban đêm, gió lùa vào từ khe hở cửa sổ, thổi ánh nến hơi rung rinh nhẹ. Bóng người ở trên tường bị kéo dài, lấp ló trái phải. Hỏa Yến nhìn đống bạc vụn trước mặt, hỏi có chút này thôi sao? Nô tỳ đã cầu xin trường quỹ trả thêm một chút, thanh mai khổ sở nói, nhưng trường quỹ nói những đồ trang sức đó cũng chỉ có thể trả như vậy, không thể trả nhiều hơn. Hỏa Yến gật đầu, vậy ngươi lui xuống trước đi. Thanh mai lui ra ngoài. Hỏa Yến nhặt lên từng miếng bạc vụn từng cái một bỏ vào lòng bàn tay, tổng cộng cũng được hai quan tiền, nàng cảm thấy tim của mình cũng giống như đống bạc này vậy, nát vụn lúc còn ở nhà họ hòa kia, tiền bạc trong nhà không thiếu, tùy tiện cầm một món đồ trang sức hay ngọc bội gì đó mang đi bán cũng được ít tiền. Về sau, trên chiến trường cũng không cần dùng đến nhiều bạc, lúc hòa yến trở về kinh thành, bệ hạ ban thường đã nhà họ hòa một số vàng bạc châu báu có thể bày đầy mấy khoảng sân. Nàng nghĩ, những dương đầy vàng bạc châu báu ban cho phi hùng tướng quân đó, cầm đại lấy một vài thứ, cũng có thể đủ cho nhà họ hòa bây giờ giải quyết hết những chuyện cần lo liệu chỉ tiếc là nhà họ hòa, bây giờ chẳng còn là nhà họ hòa kia nữa. Hỏa Yến thở dài thườn thượt, cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là một đồng tiền cũng có thể làm khó anh hùng hảo hán. Bạc là chuyện của bạc, còn có một việc nữa Hỏa Yến cần làm, là nàng cũng muốn đi đến võ đài xem thử. Mỗi ngày lên núi đốn cùi tất nhiên là có thể rèn luyện thân thể, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn tăng cường thể lực xuông, muốn khôi phục lại như lúc trước, đi đến võ đài tìm người thi đấu, bắn tên cưỡi ngựa mới là biện pháp nhanh nhất để khôi phục lại. Nhưng chưa chắc Hòa Tuy sẽ đồng ý cho con gái rượu của mình đi đến võ đài chịu khổ. Nàng thổi tắt ngọn nến trên giá đỡ, cho dù như thế nào, chờ ngày mai đến mới nói tiếp được. Ngày tiếp theo, bọn họ chặt xong củi xuống núi, dùng xong bữa cơm trưa, Hòa Vân Sinh vẫn muốn đi bán bánh ngọt như cũ. Hòa Yến nhìn hắn đang xếp bánh chứa đầy một lớn vì hấp, hỏi, ngươi làm nhiều như vậy, có thể bán hết được sao? Thời tiết ấm lên, người đến mua sẽ rất nhiều." Hòa Vân Sinh nói, qua khoảng thời gian này, ta nghĩ nên đổi qua bán cái khác." Hòa Vân Sinh vì cái nhà này mà hao tâm tổn phế không biết đã bao nhiêu, việc kinh doanh này tuy hắn chưa được chính thức học qua bao giờ, nhưng lại hiểu rất rõ, Hòa Yến nổi lòng tôn kính, vỗ vai hắn, "Vậy chúng ta đi thôi." Hòa Vân Sinh cứng đờ cả người, động tác này của Hòa Yến, thật đúng là mang khí khái của người đàn ông. Hai người họ đến chợ từ rất sớm, không có quá nhiều người bày hàng ở đây, bọn họ liền tìm một vị trí tốt gần bên đường lớn, bày hết bánh mận ra. Bây giờ đang là đầu tháng tư, buổi chiều mặt trời trói trang, mang theo chút dư vị của mùa hè. Bánh mận ăn vào chua chua ngọt ngọt, có mùi quả mận thơm ngát, thời tiết này mua làm đồ ăn vặt rất thích hợp. Không nằm ngoại dự đoán của Hòa Vân Sinh, việc làm ăn buôn bán dạo này rất tốt. Hòa Vân sinh nhặt bánh ngọt cho khách, Hòa Yến thu tiền. Hai người đang bận tối mày tối mặt, chợt thấy một đám người khí thế hùng hổ hướng về phía vị trí của bọn họ mà đến, cầm đầu chính là tên hề Vương Cửu Quý đã gặp ngày hôm qua. Ba một tiếng, Vương Cửu Quý chống hai tay trên bàn, người chung quanh ngay lập tức tỏ vẻ bận bịu lui hết ra, không muốn bị vạ lây vào chuyện này. Hòa Vân sinh trông vậy nhưng không hề sợ hãi, cả giận nói, ngươi định làm gì vậy? Làm gì à? Vương Cửu Quý hừ một tiếng, "Hôm qua ngươi đánh ta, ngươi cho rằng cứ bỏ qua như vậy là được à?" Hòa Vân Sinh vén tay áo lên, mặt lạnh như băng, "Ngươi muốn đánh nhau phải không? Đến đây, ta đánh với ngươi." "Tên nhóc này, gan ngươi lớn thật đấy." Vương Cửu Quý hơi lùi về phía sau một bước, sau lưng hắn là một đám tay sai, lập tức chạy lên bao bọc vây quanh Hòa Vân Sinh, "Người vẫn còn tuổi trẻ ngông cuồng lắm, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên quá ngỗ nghịch." hòa vân sinh không hề bị lay động đúng lúc này hòa yến nói dừng tay đi hòa vân sinh với vương cửu quý cùng nhau nhìn về phía hỏa yến vương cửu quý thấy hỏa yến cười rộ lên hắn nói tên nhóc con này không hiểu chuyện nhưng hắn là em trai của ngươi mặt mũi của hòa đại tiểu thư tại hạ không dám nếu hòa đại tiểu thư đồng ý đi cùng tại hạ đến đạp thanh chuyện này ta sẽ bỏ qua cho người lớn thì không chấp nhận không so đo với con nít làm gì ta thấy người đúng là trong mồm chó không mọc ra ngà voi được đấy. Hòa Vân Sinh giận tím mặt. Chờ chút đã, Hòa Yến nắm lấy tay Hòa Vân Sinh, Hòa Vân Sinh muốn gạt ra, nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào, Hòa Yến vẫn một mực kìm lại. Hòa Vân Sinh không khỏi run rẩy. Hòa Yến sao lại có sức lực lớn như vậy? Có chuyện gì thì cũng đừng nói ở đây, dọa người xung quanh sợ hãi. Hỏa Yến nói tiếp, chúng ta đi qua bên kia nói chuyện đi. Nàng chỉ về một nơi xa, đầu một con hẻm nhỏ ở gần túy ngọc lâu không được được hòa vân sinh và vương cửu quý cùng nhau mở miệng hòa vân sinh vội la lên ngươi là một cô nương làm sao có thể cùng bọn họ những người này không phải là người tốt vương cửu quý lại cười nhìn xem hòa đại tiểu thư đúng là hiểu chuyện chúng ta đi thôi hôm nay ta còn mang cho hòa đại tiểu thư ít quả đó hòa vân sinh còn muốn tiếp tục gây chuyện Hòa Yến Xích lại gần lỗ tai hắn nói khẽ, ngươi cho rằng những ngày này ta cùng ngươi lên núi đốn củi là để cho vui à, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Chỉ bằng thời gian uống một chén trà thôi. Giọng thiếu nữ nhẹ nhàng êm ái, mang một theo chút ý cười, Hòa Vân Sinh sừng sốt, chờ lúc hắn lấy lại được tinh thần, Hỏa Yến đã đi theo đám người vương cửu quý. Hỏa Vân Sinh muốn đuổi theo, nhưng vừa nghĩ tới những lời vừa rồi Hỏa Yến nói với, lại không dám tiến lên mà ngừng lại đành phải tin tưởng nàng một lần thôi, thời gian uống một chén trà, nếu qua chén trà nàng vẫn chưa trở lại, hắn sẽ đi tìm nàng. Bên kia, Hỏa Yến đi cùng vương cửu quý tới con hẻm nhỏ. Bên trên con hẻm nhỏ một đoạn, chính là quán rượu túy ngọc lâu. Mơ hồ có thể nghe được tiếng quản huyền cầm một loại đàn giống đàn bầu nhưng nhiều dây hơn, bên trong truyền đến, du dương và êm tai. Hỏa Yến đi qua nơi này đã lâu, nhưng chưa vào trong lấy một lần nàng trở về kinh thành không lâu, hòa như phi đã khỏe lại, một người con gái đến chỗ này thật sự không được hợp lý lắm. Hòa muội muội, vương cửu quý cười hì hì tiến lên trước, người muốn nói cái gì với ta đó? Em trai của ta, người nói đến hòa thiếu gia dạ ấy à, vương cửu quý cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền vẻ mặt tươi cười trở lại, rộng lượng phất tay, ta sẽ không chấp nhặt với hắn, người biết mà. Hắn móc từ trong ngực ra một cái hộp phấn hình tròn màu xanh nhạt, một cái tay khắc định sờ mặt hỏa yến trong lòng ta đã có nàng về sau chúng ta sẽ là người một nhà vương cửu quý còn chưa dứt lời một tiếng hét thảm thương đã vang lên trong túy ngọc lâu vì tiếng kêu thảm này mà dây đàn lắc lư một cái đàn lỡ sai một nhịp trên tay mỹ nhân cũng vì đó mà bị cắt một vết nhỏ vô cùng tiếc nuối có người nghi hoặc mở miệng tiếng gì vậy rèm cửa bị cắn quạt nhấc lên một góc chén trà trên bàn rung rinh Ngón tay thon dài như ngọc cầm chén trà nâng lên. Hỏa Yến buông tay ra, cánh tay của Vương Cửu Quý mềm nhũn rủ xuống, trên mặt hắn lúc này biểu cảm vô cùng kinh khủng. Hỏa Yến cười nhạt một tiếng, giương một tay lên, hộp phấn xanh nhạt kia nện xuống đầu Vương Cửu Quý, đập cho hắn đau đến sủi bọt mép. "Cảm ơn quà của ngươi nhé, nhưng mà, ta không thích loại son phấn thấp kém rẻ tiền này đâu. Nhớ cho kỹ, về sau đừng tặng ta mấy loại đồ vật này." "Tiện nhân, đánh ả cho ta." vương cửu quý kêu rên nhưng vẫn không quên ra lệnh một tiếng cho đám tay sai thiếu nữ tuổi trẻ như hoa nghe được vậy giống như nghe được một trò cười con mắt của nàng cong cong tiếng cười giòn như nước suối nàng bây giờ đang rất vui vẻ gió xuân thổi mép váy tóc đen da tuyết mắt hạnh nhân sáng ngời giống như con cái nhà ai xinh đẹp đến chảy hội đạp thanh thế nhưng lúc nàng nói chuyện thì lại làm kẻ khác sợ hãi nàng vuốt cổ tay mình mỉm cười nói, ngươi đừng hối hận đấy. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 8, nhạc thông trang. Vương cửu quý cảm thấy mình chắc chắn là đang nằm mơ. Hắn dùng sức bóp bắp đùi mình, lập tức thấy đau, kêu lên ô hô một tiếng. Không giống đang nằm mơ cho lắm. Nhưng nếu không là đang nằm mơ, cũng không giải thích được hết thầy những chuyện đang phát sinh trước mắt này. Có điều là, một lát sau, bọn tay sai ngơ ngác kia nhao nhao ngã đầy đất mùn ngang lộn xộn, mà kẻ khởi sướng chuyện này thì đang đạp một chân ở trên thềm đá, đang phủi đi bụi đất bên trên quần áo. Nàng cảm nhận được ánh mắt của vương cửu quý, liền nhìn sang, ánh mắt trong trẻo thế nhưng lại làm cho vương cửu quý cả người run rẩy. Hắn chưa thấy hỏa yến như thế này bao giờ. Đây chắc chắn không phải là hỏa yến. Hỏa yến xinh đẹp nhưng tính tình cay nhiệt, ham mê hư vinh, thích chiếm món hời nhỏ. Kiểu con gái như vậy trong kinh thành nhiều vô số kể phần lớn lòng đều cao hơn trời mệnh như giấy mỏng mong muốn duy nhất của bọn họ là có thể trèo lên nhà giàu sang làm thiotaf nếu như phải gả cho người bình thường cả một đời sẽ buồn bã ai oán oán mà sống tiếp hòa tuy nuôi nàng như tiểu thư nhà quyền quý hòa yến đời này cũng không bao giờ làm qua chuyện gì nặng nhọc đôi tay đó của nàng không phải đánh đàn thì cũng là vẽ tranh chí ít không dùng để đánh người nhưng vừa mới đây thôi Vương Cửu Quý đã tự mình nhìn thấy hai tay của nàng khép lại thành quyền, đánh cho đám người tráng kiện bên cạnh hắn ngã hết xuống đất. Hắn còn nhớ rõ lúc Hỏa Yến nắm chặt cánh tay mình, thân thể còn chưa kịp tê giải, đã cảm thấy đau xót khắp người, nhao nhao kêu to lên. Ngón tay của nàng so với bố còn có lực hơn nhiều. Người phụ nữ này thật là đáng sợ, nàng uống thuốc gì mà trong vòng một đêm sức mạnh trở nên lớn như vậy, có thể lấy một người đấu lại mười mấy người. Vương Cửu Quý muốn khóc rồi hắn còn chưa nghĩ ra tiếp theo phải làm như thế nào để cầu xin nàng tha thứ, thì thấy thiếu nữ đi về phía mình. Xin ngài tha mạng, lý trí của hắn giờ khắc này đã tan thành mây khói, vương cửu quý thốt ra, là ta có mắt như mù, ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta lần này đi. Về sau không cần đưa quà gì cho ta đâu, hỏa yên ấm áp mở miệng, ta không thích. Được, được 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 được, vương cửu quý một nói liên tục mấy chữ được, sợ hỏa yến không tin, còn bổ sung thêm, ngài thích gì cứ nói cho ta biết ta sẽ mua cho ngài có được không cũng không cần thiết đâu vô công bất thụ lộc không có công cán gì thì không nhận thường hỏa yến cười rộ lên cùng là hàng xóm láng giềng với nhau sau này không cần nói đùa kiểu này nữa vâng 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 vương cửu quý cảm động đến rơi nước mắt nhưng mà ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi đấy nàng nói một lát sau hỏa yến bỏ lại tàn cuộc trên đất nhẹ nhõm rời đi đám người vẫn còn dê y gì. Nàng nhẹ nhàng đi khỏi con hẻm, sau khi rời đi, trên tầng nào đó của túy ngọc lâu, có một người buông quạt chắp lại, kéo tấm rèm cửa tre đi sự náo loạn ở dưới lầu. Thiếu nữ trong kinh thành dũng mãnh hung hãn như vậy từ bao giờ nhỉ? Đó là một giọng nói nhẹ nhàng, hàm chứa ý cười và trêu chọc, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho cứu cứu chậm chạp mãi không muốn đính hôn cưới vợ? Lời nói ra không có được câu trả lời. Thế nhưng người này vẫn không ngừng cố gắng, cứu cứu à, sao không đi hỏi thăm một chút xem người vừa rồi là cô nương nhà ai. Nếu như không có điểm nào xấu, thì nhận làm nữ hộ vệ dưới trướng người, như thế nào. Đêm đến, nói không chừng còn có thể hùng tụ thiêm hương. Chấm, chú thích, hồng nhan thêm hương, thành nữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái thức đêm thêm hương. ầm một tiếng, đầu ngón tay của người nào đó đập lên mặt bàn, nắp trà đậy lên nửa chén trà kêu cong một tiếng, lát sau bay chuẩn xác đến miệng người kia, làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Ôi 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 người kia tuổi thân dương nhanh múa vuốt. Nếu người nói nhảm thêm một câu nữa, ta sẽ ném ngươi từ trên này xuống. Giọng nói lười biếng mà hờ hững cắt đứt phang ý định lên án của đối phương. Trong phòng lại yên ắng như lúc trước. Dây đàn lại tiếp tục chậm rãi chảy xuôi qua tấm vách, che khuất đi ánh nắng ngày xuân ngoài cửa sổ hai người nọ tiếp tục uống trà, có người nho nhỏ lầm bầm một câu hẹp hòi, nhưng rất nhanh bị tiếng đàn lấn át. Hòa vân sinh trông thấy hòa yến bình an vô sự sau khi trở về thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngươi không sao chứ? Bọn người vương cửu quý đâu rồi? Hòa vân sinh không thấy bóng dáng vương cửu quý liền hỏi. Ta chỉ nói với bọn họ vài câu tình vài câu lý thôi, bọn họ đi luôn rồi. Bọn họ cũng nói hôm khác sẽ đến nhận lỗi sau này cũng sẽ không gây ra chuyện như hôm nay nữa. Hỏa Yến nói, đừng để ý tới bọn họ, tiếp tục bán bánh ngọt của chúng ta đi. Hỏa Vân Sinh hoài nghi nhìn nàng. Vương Cửu Quý nếu thích nói đạo lý như vậy, thì trên đời này làm gì còn Vương Cửu Quý? Nhưng Hỏa Yến thì lại đang bày ra dáng vẻ không muốn nói nhiều lời, nhìn nàng cũng có vẻ như không bị thương tích gì. Hòa Vân Sinh dù sao thì vẫn là em trai ruột của nàng, nên cũng không tính toán thêm chuyện này làm gì nữa. Đến ban đêm, lúc cùng nhau dùng xong cơm tối, Hòa Vân Sinh muốn đi ngủ thì bị Hòa Yến kéo lại. Chuyện gì vậy? Người có quần áo sạch không? Hòa Yến hỏi. Hòa Vân Sinh vẻ mặt tỏ ra không hiểu. Ta muốn xem xem quần áo của ngươi có chỗ nào cần may vá không? Hòa Yến nói, buổi tối ta có thể giúp ngươi may vá một tay. Hòa Vân Sinh ngạc nhiên đến nỗi mắt sắp nứt ra. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Hỏa Yến đưa ra đề nghị may vá quần áo giúp hắn. Trong nháy mắt, thiếu niên có cảm giác xa lạ với người chị gái này của mình, có điều. Hắn trần trừ hỏi, người đã dùng kim khâu rồi sao? Hắn nhớ rõ Hỏa Yến không biết chút gì về nữ công gia tránh, chuyện khâu vá xưa nay đều do thanh mai làm. Người xem thường ta quá đấy, ta đương nhiên là biết dùng. Đương nhiên là không biết dùng thì đúng hơn. Hỏa Yến đẩy hắn một cái, người nhanh đi lấy đi, cái nào cần may thì mang hết đến hòa vân sinh ngoan ngoãn tìm một đống quần áo mang tới hòa yến cầm đống quần áo đi về phía phòng mình hòa vân sinh vẫn hơi do dự nếu không để cho thanh mai làm đi thanh mai không làm vừa ý ta được ngươi đi ngủ sớm đi ngày mai còn phải dậy sớm đó hòa yến nói đổi thiếu niên kia được rồi hòa yến trở lại phòng chọn lựa từ đống quần áo mãi mới tìm một bộ quần áo màu nâu cổ hẹp Hòa tuy đã dồn hết tiềm lực kinh tế trong nhà cho con gái cưng, Hòa Vân Sinh không có nổi một bộ quần áo tử tế, chỉ có duy nhất cái này là áo dài, đoán chừng là đồ người khác mặc xong nhượng lại, màu sắc và chất liệu cũ kỹ. Cũng may nàng và Hòa Vân Sinh vóc dáng tương đương nhau, mặc lên người, miễn cưỡng coi như vừa. Nàng búi tóc lên giống như tóc đàn ông, tiện tay bẻ cành cây ở ngoài cửa gài lên tóc, rồi chỉnh cho màu da đen sạm lại một chút, lông mày thô to hơn một chút. Hỏa Yến hài lòng nhìn vào trong gương, đã ra dáng một thiếu niên trong độ xuân xanh rồi. Đời trước, nàng đã giả làm nam thuần thục rồi, chỉ ít trong những năm đó không có người nào phát hiện ra. Đời này ăn mặc đồ của nam, cũng thấy rất hợp lý, không có chỗ nào không ổn. Đáng tiếc là, vốn dĩ nàng muốn làm một công tử văn nhã, nhưng mặc bộ quần áo này lên, lại giống như thiếu gia nhà có hoàn cảnh xa sút miễn cưỡng nhìn thì cũng tạm chấp nhận được nàng bước đi thong thả mấy bước ở trong phòng, để phòng trước sau, mới vụ IGTA đi ra mở cửa, đi đến ngoài sân, tay chân thoăn thoát nhảy lên, leo tường trốn ra khỏi phủ. Trong thời tiết này kinh thành không có lệnh cấm đi lại ban đêm, là lúc náo nhiệt nhất. Hỏa Yến cầm theo đèn đuốc sáng trưng, ven bờ hồ, người trên thuyền ca múa êm tai, người bán hàng rong cao giọng gào to, ý xuân rào rạt, đúng là một khung cảnh phồn hoa nàng đã rất nhiều năm không thể ra khỏi cửa một cách thoải mái như vậy từ khi hòa như phi trở lại nhà họ hòa từ khi nàng gả vào nhà họ hứa từ khi nàng bị mù hai mắt những thứ náo nhiệt phồn hoa đẹp đẽ này ở ngay trước mắt nhưng thật sự rất xa xôi thế nhưng tối nay gió đêm thổi tới bên hồ nàng mất đi mà cũng được lại rất tự do thoát khỏi nhà họ hòa kia tất cả như bắt đầu lại từ đầu trong lòng nàng thầm cảm kích ông trời đã cho mình cơ hội Túy Ngọc Lâu tọa lạc trong kinh thành cách đó không xa, bên ngoài đèn đuốc sáng rực, các cô nương xinh đẹp thướt tha như hoa, vẻ mặt tươi cười đang tiếp đón khách khứa. Chỗ này không phải là tần lâu sở quán, mà là sòng bạc to lớn nhất, nổi danh nhất trong kinh thành, nhạc thông trang. Hỏa Yến dừng bước lại trước nơi gọi là nhạc thông trang này. Tần lâu sở quán là những nơi phong lưu diệm giã, nay có chiều phai nhạt như vẻ tiêu điều mùa thu lầu tần quán sở là chữ thành ngữ của cảnh phong lưu sung sứ Ig Thơ người đời tống chơi sứ bạch hạ về, có câu. Lai vãng không lao bạch hạ thuyền, tần lâu sở quán tổng mang nhiên, duy dư nhất quyền tân thi thảo, thính vũ giang hồ thập nhị nhiên. chương 9, xúc sắc. Ở cửa ra vào của nhạc thông trang, một người phụ nữ cài châm hoa trên đầu đang ngăn cản hỏa yến muốn đi vào, nàng ta dịu dàng nói công tử, nơi này là sòng bạc đó. Ta biết, hỏa yến gật đầu lấy từ trong tay áo ra một hạt bạc vụn lắc lắc ở trước mặt nàng ta ta tới đánh bạc mà người phụ nữ ngẩn người ra không đợi nàng ta nói tiếp hỏa yến đã đi vào trong đứng ở bên ngoài sòng bạc hồi nãy là kỹ nữ ở sòng bạc người lui tới nhạc thông trang đều là con cái nhà giàu sang bạc không đáng là bao với họ bởi vậy nên tiêu tiền ở đây với họ chỉ như mua một món ăn có người thoạt nhìn không giống người giàu có liền bị mấy tên phục vụ đuổi ra ngoài có lần một tên nhà nghèo đi lại ở bên trong, dẫm bẩn chiếc thảm thiêu hoa. Còn có lần một tên khốn kia dùng mánh khóe gì đó, thắng liên tục, một khi đã thua thì than trời kêu đất đòi quyệt nợ, làm cho quý nhân nào đó vừa hào hứng xong thì lại khổ sở vì không lấy được tiền. Hỏa Yến mặc trên người một bộ quần áo đã giặt đến cỗ nát, chẳng có điểm nào giống như là thiếu gia nhà giàu sang. Nhân lúc kỹ nữ kia còn chưa kịp ngăn cản nàng, nàng đã tự tiện không thèm xin phép ai mà tiến vào trong sảnh cược bên trong sòng bạc tiếng người huyên náo, sắc mặt người nào người nấy đỏ hồng, người thắng chắc chắn là đắc chí hài lòng, thua thì mặt mũi đầy vẻ không cam tâm, móc từ trong ngực ra một chồng ngân phiếu, quát lớn, làm lại lần nữa. Hỏa Yến đi tới gần xem xét, thầm nghĩ, thì ra người ta đồn rằng sòng bạc và thanh lâu là động tiêu tiền quả nhiên không sai. Hôm nay nàng đã lôi tên vương cửu đã được dạy dỗ quý gia, hỏi hắn một vấn đề, đó là trong kinh thành này, sòng bạc to lớn nhất là nhà của ai. Vương Cửu Quý là côn đồ đầu đường xó chợ, không thể không biết, quả nhiên Vương Cửu Quý đã mách cho nàng chỗ gọi là nhạc thông trang này. Từ trước đến nay Hỏa Yến chưa bao giờ đi đến sòng bạc, trước khi nàng đầu quân cho phủ Việt quân, vì thân phận đặc thù nên chỗ càng nhiều người thì càng không thể đi, sòng bạc thì khỏi phải nói. Sau khi đã vào được phủ Việt quân rồi, đánh thắng trận, nàng trở về kinh đô, Hòa Như Phi cũng dưỡng thương khỏe trở lại, nàng lại thành tiểu thư nhị phòng nhà họ hòa, lại càng không thể đi cái chơi mà xã hội hạng người gì cũng có như thế này. Vậy nên đây là lần đầu mà nàng đặt chân đến sòng bạc. Nhạc thông trang đúng là cái gì cũng có, đoán lớn nhỏ, đánh cờ, cờ tướng, trọi gà. Nàng nhìn đến hoa cả mắt, trong lòng sợ hãi thầm thán phục, đồng thời cũng hơi thấy tiếc, vì nàng không biết cách chơi những trò này. Có mấy người đang chơi trò đoán xúc sắc, lắc xúc sắc trong chén sau đó mọi người cùng nhau đoán điểm số. Trò này có vẻ là đơn giản nhất, vậy nên người tham dự người cũng là nhiều nhất. Tiếng xúc sắc vang ào ào trong sảnh, làm Hòa Yên choáng váng, khóe miệng nàng bỗng nhiên mỉm cười cong cong. Nhà họ Hòa thật sự là quá nghèo, để cho Hòa Vân Sinh được nhập học ở trường, rồi đến võ quán, nếu chỉ dùng đồ trang sức đổi lấy mấy đồng tiền, thì còn xa lắm mới đủ. Cho dù là làm bánh mận để đi bán, thì cũng phải tích lũy thật lâu mới đủ suy đi tính lại, Hòa Yến chỉ có thể nghĩ đến sòng bạc, ở đây tiền đẻ ra tiền, mặc dù là mưu lợi bằng mánh khóe, nhưng mà trước mắt nàng cũng chẳng để ý được nhiều như vậy. Ai ra người anh em à, người đứng chiếm chỗ này làm cái gì, không cá cược đừng đứng ở đây nữa. Hắn nói xong thì đẩy Hòa Yến ra chen vào, trong mắt ánh lên vẻ khinh thường. Không có tiền đến sòng bạc làm gì, lấy tiền mua bộ quần áo mới mà mặc đi. Thực sự là làm mất hứng thú của người ta. Hỏa Yến nói, ta cược. Xung quanh nơi này ai nấy đều đeo vàng đeo bạc, không phải giàu thì cũng cao quý, nhìn thấy một thiếu niên mặc quần áo cũ nát đi vào, không khỏi nhao nhao đánh giá. Hỏa Yến móc từ trong tay áo ra hai hạt bạc vụn duy nhất, để lên bàn. Có người cười nhạo nói, nhóc con à, người nghĩ thông suốt chưa vậy, đây cũng không phải là trò đùa trẻ con đâu. Ta thấy trên người ngươi cũng không còn tiền nữa, thì thôi đừng cược, thua lại mất công khóc nhè, người ta sẽ không trả lại bạc cho ngươi đâu đó. Hỏa Yến đánh giá, này là điều có thể xảy ra, đánh bạc là sẽ ghiền, càng thua thì càng cược, càng cược thì càng thua, có người thừa sạch sẽ từ khế đất đến vợ con, cuối cùng lại đổ lỗi do bị chơi xấu, bị người của nhà thông trang đuổi đánh ra ngoài, ở chỗ này chuyện đó là điều thường xảy ra. Bọn họ nhìn Hỏa Yến với ánh mắt mang theo sự thương hại, người nghèo một khi đã vào bên trong nhà thông trang này, chắc chắn sẽ không thể có đường ra. Hỏa Yến mỉm cười, không sao đâu, đánh chơi chơi thôi mà. Đám người ha ha cười to một tiếng rồi đứng lên, bên trong tiếng cười đó đến tột cùng là ý tốt hay là muốn xem náo nhiệt, không ai biết được. Xúc sắc được thả vào trong bát, nảy lên nảy xuống vui tai, người phục vụ đung đưa chai phải, xúc sắc kêu từng tiếng giòn tan, một tiếng rồi lại một tiếng, kèm theo tiếng người xem náo nhiệt ồn ào, bên tai Hỏa Yến văng vẳng tiếng đàn ông thô kịch nói những lời đàm tiếu. Hỏa Yến lại nhớ tới những năm tháng còn ở trong binh doanh. Nàng vào binh doanh, đi từ từ tên lính nhỏ đến phó tướng, từ phó tướng rồi đến tướng quân, không có nhà họ hòa nâng đỡ quan hệ, hoàn toàn là dựa vào mồ hôi và nước mắt của bản thân đổi lấy con đường thăng tiến. Biên cương là một vùng đất nghèo nàn, không có nhiều trò giải trí. Đám lính trong doanh trại chán nản không có gì làm, len lén tổ chức đánh bạc. Mỗi lần Hỏa Yến nhìn thấy thì sẽ ra quân lệnh xử phạt, trông thấy bọn họ âm thầm đánh bạc trong vui vẻ, Hỏa Yến cũng đành chịu, cuối cùng nàng đành phải đề ra quy định, không thể cược tiền, có thể cược cái khác, ví dụ như một cái đùi gà, một khối lương khô, hoặc là một tấm da lông. Thật ra bọn họ ngược lại so với suy nghĩ của Hỏa Yến, không phải thật muốn đánh bạc, chỉ là quá mức nhàm chán. Thao luyện võ trường, chiến tranh ở ngoài lâu năm, chuyện này ước chừng là vui thú duy nhất của họ, Hỏa Yến không đành lòng tước đi thú vui này bọn họ cũng để cho Hỏa Yến cùng chơi, có đôi khi Hỏa Yến hứng thú nổi lên, cũng chơi theo một hai ván, lần nào cũng thừa đậm. Trên người nàng có gì đều mang ra cược, cuối cùng thua hết. Nhưng nàng không tức giận, chẳng qua là cảm thấy quả thật đánh bạc cũng là một kiểu học hay, cầy biết, đánh bạc không phải tự nhiên biết chơi, tự nhiên mà giỏi. Tiếng xúc sắc giòn tan chợt im bặt mà dừng lại, người phục vụ nắm chặt bát, nhìn về phía nàng. Lớn, Hỏa Yến nói. Mở. Bát được mở ra, hai hạt xúc sắc lặng lặng nằm trên bàn, đám người nọ nín chặt hơi thở, nhìn chằm chằm, hai hạt xúc sắc, một hạt năm, một hạt sáu, thật sự là lớn. Có vài người đoán chật, trong chốc lát, người đàn ông vừa nãy chế giễu hỏi yến cười to nói, người đúng là may mắn đấy, cầm số tiền này đi may bộ quần áo tốt đi. Một chút bạc vụn vặt lẻ tẻ và ngân phiếu chất chồng trước mặt hỏa yến. Hỏa yến đẩy hết chúng ra giữa bàn mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía nàng lại lần nữa nàng mỉm cười nói có người nhịn không được nói hừm tên nhóc con này hơi kiêu ngạo rồi đó người anh em người thắng rồi thì lấy đi được chừng đó cũng tốt lắm rồi có người tốt ý lên tiếng khuyên giải tưởng mình sẽ may mắn mãi như vậy sao ha 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 con nít lúc nào cũng hồn nhiên như vậy tiếng người diễu cợt khuyên nhủ xem náo nhiệt tràn ngập bên tai hỏa yến chúng sinh trong mắt hỏa yến, cũng chỉ tồn tại duy nhất hai hạt xúc sắc nằm trong chén kia. Sau này hòa vân sinh đến trường đi học, rồi đến võ đường luyện võ, tiểu tỷ thanh mai một thân một mình chắc chắn làm không hết nổi công việc trong nhà, nhà họ Hò hòa có thêm một gã sai vặt nữa cũng tốt. Chẳng mấy tháng thì sẽ đến mùa hè, trước khi mùa mưa đến, tranh thủ tìm người sửa lại mảnh ngói đã bị vỡ ở trước cổng nhà họ Hò hòa, nếu không nhất định sẽ dỉ nước. Trong trong ngoài ngoài, www ng đến chỗ nào cũng thấy cần tiền. Nàng muốn nghe ngóng tin tức của hứa chi hằng với hòa như phi, cũng cần dùng đến tiền. Cái thứ tiền bạc này, không cần phải nhiều đến mức dầu nứt đố đổ vách, nhưng tuyệt đối không thể không có. Nếu không chỉ cần gặp chỗ nào đó khó khăn, thì đúng là bộn bề gian khó. Người nghĩ kỹ chưa, người đàn ông trung niên đổ xúc sắc vuốt ve mấy sợi dâu của mình, ý cười rất hiền lành và ôn hòa. Hỏa Yến cũng đáp lại với hắn một nụ cười lễ phép. Lần nữa, chương 10, ưu điểm của việc mù lòa. Tiền bạc và ngân phiếu, bó lớn bó nhỏ chất chồng trên bàn, có người đem cả ngọc bội của bản thân xếp lên cược. Một tên tiểu tử ngây ngô vừa mới ra đời nhưng may mắn ún ùn kéo đến, chắc chắn là khiến cho người ta chú ý tới. Không bao lâu, nơi này đã chật ních người xem náo nhiệt. Lớn, mở, mời công tử chọn, nhỏ, lần nữa nào. Mở, thêm nữa đi. Mở, tiếp tục một lần nữa. Mở, trước mặt hỏa yến bỗng chốc chất đầy ngân phiếu. Những người vừa rồi chế diễu nàng giờ phút này đã hoàn toàn im lặng. Kể cả tên ngốc cũng có thể nhìn ra, nàng không phải là lần đầu tiên tới chơi hay là người mới vào nghề. Nếu không phải nhạc thông trang xưa nay thanh danh vang xa, người khác quả thực sẽ có ý định hoài nghi nàng liên thủ với nhà họ trang bày trò để lừa gạt người ngoài. Bên ngoài có tiếng cảnh báo thời gian lờ mờ truyền đến tai, Hỏa Yến vội nói, không còn sớm nữa, ta cần phải trở về. Công tử, tên dâu dài nhìn nàng mỉm cười, đánh một ván cuối cùng nữa rồi hẵng đi, chúng ta đổi cách đặt cược, được không? Hỏa Yến dương mắt nhìn hắn, đặt cược như thế nào? Không cược mở ra số nhỏ hay số lớn nữa, ta thấy công tử đúng là cao thủ trong nghề, bây giờ chuyển sang đoán con số xuất sắc luôn, thế nào? hắn đem tất cả châu báu ngân phiếu đẩy vào giữa bàn cược, nếu công tử thắng, chỗ này là của công tử. Hỏa Yến nhìn đống ngân phiếu trên bàn. Nàng đã thắng không ít tiền, cũng biết nếu làm như vậy sẽ khiến người khác chú ý đến. Lúc trước còn ở trong quân đội, nàng từng nghe một tên tiểu tướng giữ của nói về mặt đen tối của sòng bạc, cũng biết được một ít. Đáng lẽ đã thắng được một ít rồi thì nên lấy, nhưng không biết tại sao, trong đầu nàng lại hiện lên ánh mắt sáng rực của Hòa Vân Sinh khi nói đến việc đi học, và bộ quần áo cũ nát duy nhất trên người mình, giặt nhiều lần đến nỗi sắp không mặc được nữa rồi. Được, nàng nói chắc nịch. Đám người đứng ngoài xôn xao, bầu không khí đột nhiên tăng vọt. Đoán lớn nhỏ và đoán con số là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đoán lớn nhỏ hoàn toàn dựa vào may mắn, kết quả rất đơn giản chỉ có hai kiểu, lớn hoặc là nhỏ. Để mà đếm được số nhưng phải chính xác đến từng cái xúc sắc, sai thì là sai, không thể làm lại, cơ hội thắng thực sự quá nhỏ. Trừ phi là người biết rõ cách ném xúc sắc, nếu không nói chung sẽ không thể nào đoán được chính xác như vậy. Huống hồ thủ pháp của người nhà họ Trang không phải là chuyện có thể lộ ra ngoài được. Hỏa Yến cũng bắt trước hắn đẩy toàn bộ ngân phiếu trước mặt đi ra. Nếu như nàng để thua ván này, đêm nay tất cả mọi chuyện sẽ thành giá tràng xe cát. Nhưng nếu thắng, trong vòng 3 năm rưỡi tiếp theo, chuyện ăn uống, sinh hoạt của nhà họ Hòa và chuyện học hành Hòa Vân Sinh không cần phải lo lắng nữa. Đám người nọ nhìn thấy tình cảnh này, nhao nhao kêu lên, ta cũng cực ván này. Đây là bạc của ta, ta cực người anh em kia thắng. Sao mà như vậy được, ta cực người đổ xúc sắc, ha ha ha. Bàn cực càng ngày càng nặng chịu xuống, người xem cũng càng ngày càng nhiều, sau một đêm chợt dầu, kiểu tiết mục giải trí như thế này, so với gánh hát hay nhất kinh thành thì đúng là hay đến nỗi muốn ngừng cũng không được. Người đàn ông dâu dài đổ xúc sắc chậm rãi bưng chiếc bát lên, trong sòng bạc chợt an tĩnh đến lạ, tựa như chỉ có thể nghe được tiếng va chạm của xúc sắc trong chiếc bát đồng. Hỏa Yến hơi mất bình tĩnh. Kỹ thuật đánh bạc của nàng, thật sự là rất dở. Trước đây, khi nàng trở lại kinh thành, gà vào hứa ra trước đó, hoàn toàn kém hơn bây giờ rất nhiều. Sau đêm tân hôn không lâu, nàng là con dâu cả nhà họ hứa nên cũng xem như đã cùng phu nhân các nhà khác chơi vài ván bài, lần nào cũng thua thảm hại. Khi đó hứa chi hằng luôn luôn cười nói với nàng, nàng thật là, sao có thể ngốc như vậy? Đó là lúc hiếm hoi mà hắn để lộ ra vẻ mặt xanh mãnh vui tươi với nàng, hòa yến cho cho rằng nàng đã có được một người chồng vừa tuấn tú lại vừa dịu dàng, nàng thật sự rất vui. Trong lòng nàng đã từng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải học tập thật giỏi các loại kỹ nghệ, Lần sau tham dự yến hội sẽ cho hứa chi hằng nở mày nở mặt. Đáng tiếc là nàng còn chưa kịp nghiêm túc học cách chơi bài thì đã mù hai mắt. Cho dù là tiệc trong nhà hay là tiệc xã giao bên ngoài, người nhà họ Hứa khó có thể để cho một người mù lòa xuất hiện với tư cách là nữ chủ nhân của đại phòng. Nàng không được ra ngoài, ở trong phủ cực kỳ nhàm chán khó chịu, hai mắt thì nhìn không thấy, thú vui duy nhất là luyện tập nghe âm thanh. Nàng muốn trở thành một người mù lòa có thể tự do hoạt động dù cho nhìn không được cũng không cần người khác hỗ trợ, nàng luôn luôn kiên cường, một lần nữa luyện nên kỹ năng nghe. Đầu tiên là tập nghe các loại tiếng, nghe tiếng xong sẽ phân biệt hình dạng, rồi chậm chậm đứng lên làm thử, chờ đến khi đã có thể tự do hoạt động, thì đã tự cầm được nhánh cây làm kiếm, lén lút khua chân múa tay. Chính là vào thời điểm đó, nàng học được cách nghe sự chuyển động của xúc sắc. Chuyển động của xúc sắc so với bài lá thì đơn giản hơn nhiều, Hỏa Yến cảm thấy như vậy càng là đồ vật chế tác tinh xảo thì càng nâng cao thính lực nàng cứ tập trung nghe như vậy mỗi một mặt xúc sắc khi rơi xuống sẽ có một chút khác biệt nàng lắc lư thử xúc sắc trong ống trúc đổ lên bàn trong lòng tự chuẩn bị một con số sau đó dùng ngón tay vuốt ve qua thử thăm dò lúc đầu thì đếm sai rất nhiều rồi có một lần cuối cùng cũng đoán đúng con số trên mặt xúc sắc trên mặt không khỏi nở ra một nụ cười nàng đã thành công đoán đúng Đám người hầu hạ trong nhà họ hứa lén lút dị nghị sau lưng nàng, nói thiếu phu nhân nhà họ sau khi mù thì bị điên, suốt ngày cầm một ống trúc với xúc sắc lắc lắc trong phòng. Nhưng một khoảng thời gian sau bọn họ mới phát hiện, hỏa yến cho dù không có người hỗ trợ thì vẫn có thể ăn uống đi lại bình thường. Nàng có thể dựa vào giọng nói mà phân biệt từng người một ở trong nhà, biết rõ vị trí từng món đồ vật bày trí trong nhà. Nếu không phải bọn họ đã biết rõ nàng bị mù, thì đúng là với người bình thường Hoả Yến không có gì khác biệt mấy. Hứa Chi Hằng khen nàng rất giỏi giang, nắm tay nàng, tán thưởng nàng, Hoả Yến rất vui, vui cũng nhiều nhưng cũng thấy mất mát rất nhiều. Nàng không biết mình cảm thấy mất mát cái gì, nhưng lúc nào cũng cảm thấy mọi chuyện đáng lẽ không nên như thế này. Bây giờ nghĩ lại, nàng đã luyện tính lực đến mức xuất thần nhập quỷ, cũng đã hiểu rằng Hứa Chi Hằng nói chuyện với nàng với thái độ lạnh nhạt và qua loa chỉ là tình cảm nàng dành cho hắn quá lớn nên đã vô ý thức bỏ qua. Hỏa Yến lắc đầu, đúng là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tiếng xúc sắc chợt rừng, ầm một tiếng, chiếc bát được người đổ úp ngược lên trên bàn. Một hạt, hai hạt, hai hạt xúc sắc rừng hẳn. Mọi người đổ rồ ánh nhìn về phía Hỏa Yến, Hỏa Yến nhắm mắt lại, dường như quay lại về thời gian vẫn còn ở nhà họ hứa, nàng ngồi ở trước bàn, một mình lắc ống tre, rồi một mình đoán số một mình vuốt ve mỗi một mặt của xúc sắc dường như trong bóng đêm nàng đã nhìn thấy được ánh sáng hai năm nàng mở mắt ra nói chiếc bát đồng được nhấc lên hai hạt xúc sắc trần trụi rơi ở trước mắt mọi người phản ứng đầu tiên của mọi người là im bặt sau nửa ngày có người nhẹ nhàng hô lên một tiếng tiếp theo tiếng hô lớn nổ ra liên tiếp có một vị công tử áo gấm thêu hoa đứng gần vội nắm lấy cánh tay Hỏa Yến, "Hồ lớn, đúng là cao nhân, kể từ hôm nay, ngài chính là sư phụ ta. Xin hãy nhận cái cúi đầu của Đồ Nhi." Hỏa Yến bất đắc dĩ hất bàn tay hắn đang nắm lấy cánh tay của bản thân. Người đổ xúc sắc dâu dài nở một nụ cười gượng gạo, chẳng qua dây lát sau, liền vút sâu cười nói, "Công tử đúng là có kỹ năng tuyệt vời, đống bạc và ngân phiếu này là công tử rồi." Dừng một chút, hắn lại nói xin hỏi danh tính của công tử tôn kính đây là gì cùng lão già này uống ly trà đàm đạo rồi hãy đi hỏa yến nhét hết những ngân phiếu châu báu tiền bạc kia vào trong ngực mình khéo lời từ chối chỉ là tên nhóc vô danh thôi không đáng để nhắc đến hôm nay quá muộn rồi uống trà nói chuyện phải để ngày khác thôi nói xong nàng vượt qua đám người nhanh chóng rời khỏi nhạc thông trang mấy người bên trong tiếp tục thán phục canh bạc vừa rồi tiếp tục tiếp tục đi, người đổ xúc sắc hồi nãy vẫn giữ nụ cười trên môi không thay đổi, quay người đi lên trên lầu. Có người cúi đầu trước mặt lão ta, lão ta dặn dò, đi theo dõi hắn. Tên tay sai cầm đầu sắc mặt âm u dơ lên một ngón tay, vậy vậy đám tiểu tốt vô danh ở đằng sau, đi theo hỏa yến ra khỏi nhạc thông trang. Thắng được tiền của ta còn muốn chạy, trên đời nào có chuyện gì dễ dàng như vậy, ngu xuẩn. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn